Bùi Văn Thuyên, tức Bùi Văn Quẹo, dân tộc Kinh, quê ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, nhập ngũ tháng 1 năm 1961, xuất ngũ năm 1963, khi được tuyên dương anh hùng. Đồng chí là xã đội phó xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1963. Bùi Văn Thuyên chiến đấu ở một đơn vị bộ đội tỉnh Tây Ninh. Anh đã tham gia đánh 13 trận cùng đơn vị diệt hàng trăm tên địch, riêng Bùi Văn Thuyên diệt 8 tên, thu 3 súng. Năm 1964, do yêu cầu công tác, Bùi Văn Thuyên được điều về xã Thái Bình. Cùng cán bộ cơ sở thành lập đội du kích tuyên truyền vận động nhân dân bám đất, bám làng sản xuất và chiến đấu, đồng chí kiên trì chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn. Xây dựng phong trào du kích vững mạnh, chiến đấu kiên cường, lập nhiều thành tích xuất sắc trong hai năm 1969 và 1970. Bùi Văn Thuyên đã cùng đội du kích đánh hàng chục trận, diệt 260 tên địch. Riêng đồng chí diệt 71 tên Mỹ, thu 5 súng, phá hủy 4 xe quân sự. Bùi Văn Thuyên đã nhiều lần gài mìn trên đường 13 và 22, đánh sập 4 cầu cống, diệt hàng chục tên địch đặc biệt. Trận đánh địch ở Bầu Sen giữa tháng 1 năm 1970, Bùi Văn Thuyên cùng một du kích đi lọt vào trận địa phục kích của địch, vừa nổ súng thì đồng đội hy sinh. Bùi Văn Thuyên bị thương khắp người và bị ngất. Khi tỉnh dậy, thấy một khúc ruột lòi ra ngoài bụng, anh định băng thì phát hiện ba tên Mỹ đang sát tới. Bùi Văn Thuyên chưa kịp bắn thì ba tên Mỹ đã nổ súng, lại bị thêm hai vết thương nữa, một viên đạn xuyên từ ngực qua lưng, một viên vào khớp chân. Anh dùng hết sức lực bắn hai quả M79, diệt ba tên Mỹ rồi nhét đoạn ruột vào bụng, băng lại. Bọn Mỹ đem đại liên bắn xả vào khu vực đồng chí đang nằm, quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ tử sĩ. Bùi Văn Thuyên tiếp tục bắn hàng chục quả M79, diệt khẩu đại liên và nhiều tên địch. Bọn còn lại phải tháo chạy, bị nhiều vết thương khắp người, sức yếu. Anh gắng sức bò trên đoạn đường 400m tìm về đơn vị, trong khi bò 8 lần bị ngất. Nhưng Bùi Văn Thuyên kiên quyết giữ khẩu M79 và 3 quả lựu đạn.